hình đại gia của bạn Minh Khôi một chút xíu để cho các bạn có thể hiểu được là nó rất là đa dạng và dạng mụn. Mụn người bao gồm thường người ta thấy là mụn ẩn, mụn viêm, mụn đầu đen, mụn bọc. Nhưng ẩn thì nó cũng có rất là nhiều loại mụn ẩn. Nếu chúng ta mà nhìn ra mà chúng ta phán đoán là mụn ẩn thì nó sâu hay nó cạn hay nó dễ lấy hay khó lấy thì chúng ta phải phán đoán rất là rõ. Nếu không thì chúng ta điều trị nó sẽ sai phương pháp và chúng ta không biết cách lấy, nó dễ để lại. Sau khi điều trị thì dễ thể bị sưng cái đầu lên hoặc là nó dễ bị thâm hoặc là xẹp. Nếu mà chúng ta làm tổn thương quá sâu thì cái da của bạn yếu chưa được phục hồi, có thể gây nên tình trạng là mụn ở đây đang rộng hơn, viêm sâu hơn và dễ để lại cũng lên to và trở thành nang. Đây là thì bộ phận nội khoa đưa sát và đây thì sẽ phân tích cái da ở dưới. Thì các bạn thấy là tại sao mình muốn phân tích cái da bạn Minh Khôi. Chúng ta nhìn thấy rõ là bạn Minh Khôi thì con điều trị lần này là lần buổi thứ mấy được không? Buổi thứ 6 thì đúng không con? Thì con thấy nếu như con cảm nhận thì con thấy bây giờ mụn của con giảm bao nhiêu phần trăm rồi? 90% mà con thấy là da con khỏe nhiều không? Có. Rồi con thấy được cái gì nữa? Thâm sẹo thì con thấy thế nào? Sẹo ở đây con thâm giảm. Giảm đúng không? Chúng ta rõ ràng là bạn ấy cảm nhận là mụn đầy đến 90%. Đối với người khách hàng ấy thì chắc chắn là các bạn không thể có con mắt nhìn mụn giống như Hiền được, tại vì mình là con mắt chuyên gia chuyên môn mà. Vậy nên các bạn nhìn thấy bình phần dán này da của bạn rất là bình thường. Nếu chúng ta nhìn sơ qua thì chúng ta chỉ nghĩ bạn có một vài cái mụn ẩn thôi. Nhưng mà mình đã từng phân tích cái da này rất là nhiều lần. Đối với trường hợp da bạn Khôi là do bạn nột tẩy quá nhiều, và khi mà nột tẩy như vậy thì nó làm cho teo mao mạch, teo da giãn mao mạch ở dưới, thì cái phần lỗ chân lông của bạn bên dưới nó hở rất là sâu, và cái mụn khi mà nột tẩy quá nhiều vậy thì nó viêm ở xuống sâu. Thì các bạn nhìn thấy là bên trong ở bên dưới này nó vẫn còn đang rất là nhiều mụn nha. Chúng ta view ra các bạn sẽ thấy là nó còn rất là nhiều. Nhưng mà do là bên mình vừa điều trị vừa phục hồi, có nghĩa là khi mình điều trị mình vừa kết hợp phương pháp điều trị và kết hợp dưỡng chất phục hồi và công nghệ New Airline thì nó sẽ kháng viêm rất là nhanh. Nhưng chúng ta thấy một mụn ẩn thì nó vẫn còn bên dưới và chúng ta vẫn phải tiếp tục lấy xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành phi kim để lỗ chân lông nó nhỏ lại. Các bạn thấy thì bạn Khôi mới phi kim một lần kết quả rất là tuyệt vời. Hôm trước nếu chúng ta nhớ là da bạn nột nó bóc mày từng tảng một luôn á, có nghĩa là da bạn nó bóc mày từng tảng một. Nhưng hôm nay thì nó đã tương đối là ổn, da có sức đàn hồi rất là tốt rồi. Con có thấy vậy không con? Thì bây giờ ở dưới da thì nó vẫn có mụn ẩn như thế này nha. Chúng ta vẫn phải cần lấy sạch ra để chúng ta tiến hành phi kim, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta nhìn xa thì thấy rõ ràng là da bạn không hề bị viêm nữa. Bây giờ chỉ thấy mấy cái sẹo thâm và thâm thôi, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy vùng còng hôm trước nhiều này, thì hôm nay nó vẫn còn này, chúng ta vẫn phải tiến hành lấy. Tại vì cũng cả một tháng nay bạn Khôi không qua, tại vì nó vướng vào cái đợt dịch á. Một tháng nay là bạn không tới. Và chúng ta nhìn kỹ vùng này nha, nó vẫn còn cục chai nang này các bạn này. Lát nữa thì Hiền vẫn phải lấy chỗ này này. Nang con có thấy chỗ này nó cứng không con? Đó, vậy nên nè, chỗ này thì chúng ta vẫn phải tiến hành điều trị. Nhưng mà bây giờ mấy thì da bạn nó sẽ không bị sưng đỏ vì lý do là nó da bạn khỏe lên rồi, nó không còn yếu như là hôm trước nữa. Rất là cứng như các bạn, mặc dù là chúng ta cũng điều trị là 6 lần rồi, hôm nay là buổi điều trị thứ 7 của bạn rồi. Này, hôm trước các bạn nhớ là cái phần trán này của bạn rất là cứng không ạ? Và mình điều trị thì mình cũng quá trình mình vừa điều trị vừa phục hồi thì da bạn bây giờ hiện tại thì nó cũng tương đối ổn rồi, nhưng mà chúng ta vẫn còn những cái mụn này, chúng ta cần phải lấy sạch ra để chúng ta tiến hành phi kim. Hôm trước phi kim có phi chán thì con không hay phi mụn má đâu. Chắc chắn đối với mụn này thì chúng ta lấy mụn xong rồi thì chúng ta ổn đến 70-80% viêm như thế này là chúng ta phải tiến hành phi kim nha các bạn, cho lỗ chân lông nhỏ lại. Nhiều lắm nha các bạn, nhiều lắm chứ không phải ít đâu. Với cái cách lấy của mình thì mình hạn chế tối đa sự tổn thương nha. Đây là những khách hàng rất là thực tế, mình lấy đến đâu thì mụn giảm, thâm giảm nha các bạn. Và không để lại sẹo, còn cái nào mà các bạn bị sẹo rồi á thì khi trong quá trình điều trị thì nó sẽ giảm đi cho bạn, chứ nó không thể hết 100% được. Vì lý do là giống như một cái cốc nước mà nó đổ á, nó đầy mà nó đổ đi thì làm sao chúng ta hốt nó đầy được, nó nguyên vẹn được 100% đúng không ạ? Thì khi chúng ta có sẹo á, mà chúng ta đã bị sẹo rồi ạ, thì trong quá trình điều trị thì bên mình sẽ điều trị cho bạn hạn chế tối đa về sẹo và rút nó đầy lên, chứ không thể mà hết được 100% nha các bạn. Vậy nên là các bạn nhớ là không nên để cho da mình có sẹo.
cố gắng là có mụn thì chúng ta phải điều trị đúng cách và điều trị sớm. Nếu chúng ta để có sẹo rồi thì da chúng ta không thể lành lặn như lúc ban đầu được. Thì cái này cứng rồi. Hôm trước các bạn còn nhớ cái trán các bạn Minh Khôi rất là nhiều mụn to mà nó cứng mà đen thui, con còn nhớ trán của con không? Giờ thì cái trán của bạn nó trắng, nếu mà nhìn bình thường thì không biết là bên trong bạn nhiều mụn ẩn vậy. Và cái nhân mụn nó cũng nhỏ đi rất là nhiều rồi. Xem cái cách cô đặt tay như Tâm. Các bạn nhớ nha, khi mà mụn nó tắc nghẽn như thế này nó rất là sâu. Các bạn nhìn chân mụn rất là sâu ạ. Chúng ta nhìn trên bề mặt thì rất là phẳng phiu, không có biểu hiện là giống ở dưới có mụn, nhưng mà thực ra thì bên dưới nó rất nhiều mụn. Còn xíu chân là mình phải lấy ra. Các bạn thấy kỹ thuật của mình lấy mụn không ạ? Không bị sưng đúng không ạ? Đương nhiên thì nó sẽ phải hồng nhẹ một xíu. Và hôm nay thì cái liệu trình của bạn là lấy mụn xong mình sẽ tiến hành là ủ tê và phi kim. Các bạn thấy cái phần này gồ không ạ? Nó còn rất là nhiều chân mụn to ở dưới này. Ủa, quá to, quá dài luôn. Chúng ta thấy không ạ, lấy đi lấy lại rất là nhiều lần rồi mà những cái chân mụn vẫn rất to như thế này. Vậy thì nếu như đối với những trường hợp mụn như thế này mà chúng ta lấy xong mà chúng ta không phi kim thì làm sao mà da chúng ta xoay khít tới tầng trung bì được ạ, lỗ chân lông ạ? Tại vì lỗ chân lông nó hở tới tầng trung bì ạ, chứ không phải là nó hở mỗi trên bề mặt đâu. Chúng ta cứ quan điểm là điều trị trên biểu bì, nhưng mà trên thượng bì, trên biểu bì thượng bì thì chúng ta đang điều trị trên bề mặt, chúng ta phải điều trị sâu ở dưới ạ, tầng trung bì. Các bạn thấy được nào, cái chân mụn nó dài như thế này đúng không ạ? Nó ăn sâu xuống tầng trung bì rồi. Chỗ lỗ này là hôm trước là cũng lấy rất là nhiều mà chỗ chân này cũng còn rất là to nha các bạn. Wow, to quá. Các bạn nhìn thấy cục mụn này, nếu chúng ta không lấy bằng tay mà chúng ta lấy bằng cây thì chắc chắn nó không ra được hết chân. Này chúng ta nhìn này. Đúng không ạ? Đây là một cục mụn nhé. Các bạn thấy không ạ? Nếu chúng ta lấy bằng cây thì chắc chắn sẽ không bao giờ lấy được, hoặc chúng ta dùng những cái ống vật dụng là ống hút, ống tre để hút. Hay là chúng ta dùng ống nhựa gì đó chúng ta hút, ống chân không để hút thì không bao giờ ra được. Đối với trường hợp này là các bạn điều trị bằng những phương pháp đó là các bạn thất bại hoàn toàn. Tại vì nó quá cứng. Và nó mọc, nó chân mụn nào nó cũng có nhánh ạ. Nó có đuôi ấy các bạn, mình cứ nói như vậy đi. Cho các bạn dễ hiểu. Tại vì ở đây không phải nó ăn một lỗ chân lông mà nó đã ăn sang lỗ chân lông bên cạnh rồi. Vậy này chân mụn nào nó cũng có nhánh hết ạ. Chân mụn này vẫn còn, nó không chịu ra. Các bạn nhìn thì rõ ràng là thấy mình đi rất là mạnh nhưng mà mình lại không bị sưng. Dùng thuốc nội tẩy thì lúc đầu da chúng ta chưa kịp phục hồi á thì chắc lấy xong thì nó sẽ đỏ nhẹ nha các bạn. Đối với da bạn Khôi này thì bây giờ thì nó đã ổn rồi. Cái này vẫn còn chân nha các bạn ở dưới. Mình lấy bằng này thì vẫn còn chân, chúng ta tiếp tục lấy cái chân còn lại nha. Đó, cái chân còn lại không ạ, các bạn thấy nó to không ạ? Rất là to rồi.
Hôm nay là buổi điều trị thứ 7 của bạn ấy. Bạn đã đỡ rất là nhiều rồi. Và chúng ta không cũng thấy là không phải là buổi thứ 7 mà nó đã mềm đâu. Mặc dù là cũng đã buồn rồi, nhưng mà do là da bạn bị mụn ăn sâu rất là sâu. Đây là một dạng mụn ẩn, chân rất là sâu và cực kỳ khó điều trị nha các bạn. Nó không những sâu mà chân nó còn to mà nó còn có ngắn nữa. Nó chân của nó sẽ ăn nguồn trong những lỗ chân lông bên cạnh và nó có những cái trạng giống như trạng 3, trạng 2 ấy. Đây là một cái mụn chân rất là to, hôm trước mình đã lấy rất là nhiều nhưng mà do cái mụn nó quá bự nên hôm nay chân mụn nó vẫn còn rất là nhiều này. Hôm nay lấy thì cũng đã tạm ổn cái chân mụn này đến 90% rồi. Chúng ta nhìn rõ ràng trên bề mặt thì nhìn da bạn rất là bình thường, không có biểu hiện viêm nhiễm nữa hay là gồ ghề nhiều. Nhưng mà dưới da các bạn còn rất là nhiều mụn ẩn, ở đây là liên quan đến lỗ chân lông nha các bạn. Thường chúng ta bị mụn ẩn này, là chúng ta nên có hoặc mụn đầu đen nhiều. Là lỗ chân lông của chúng ta rất là to. Đó các bạn thấy cái chân lỗ chân lông nó không những to mà nó còn dài, nó còn sâu nữa. Các bạn nhìn thấy nhân mụn không ạ? Rất là to và dài và sâu này. Dưới này nó vẫn còn một chút xíu cái chân mụn nữa, mình sẽ tiếp tục mình lấy nốt. Đây này. Mình đang cũng phải cố gắng view da của bạn hết sức ra mới nhìn thấy cái chân mụn nữa chứ không phải tự nhiên mà nhìn thấy đâu ạ. Tại vì khi mình nặn bóp như thế này là cái mạch máu nó phồng lên á, chúng ta rất là khó nhìn. Đây các bạn nhìn thấy không ạ? Nặn rất là nhiều lần rồi mà chân mụn thì cũng còn rất là to. Vậy thì chúng ta tưởng tượng là nếu như trước đây mà sau bật trước đây mà chưa nặn lần nào ấy, chúng ta sẽ nghĩ được là ở dưới khu vực này thì mụn nó nhiều như thế nào. Các bạn tưởng tượng đi ạ. Chúng ta nặn hôm nay là lần thứ 7 rồi. Mà lần nào thì Hiền cũng ngồi lấy cho bạn cả 3 tiếng đồng hồ đấy ạ. Lần nào đối với trường hợp của bạn Khôi này là lần nào mình cũng ngồi lấy cho bạn là 3 tiếng đồng hồ. Chứ không phải là mình lấy mấy cái mình đứng lên đâu nhé các bạn. Nếu bạn nào không biết thì à, chắc là mình Hiền lấy cho bạn có mấy cái để mình đứng lên. Đi đúng cái chân nó thì nó mới ra được.
rất là bình thường. Chúng ta nhìn phần này rất là phẳng đúng không ạ? Rất là phẳng, không có biểu hiện mụn. Các bạn nhìn thấy là mình này không có sưng này, nó chỉ hơi hồng nhẹ một xíu. Đây này, chúng phần này bạn rất là phẳng feel này. Nhưng mà nhân mụn này nó vẫn còn bên trong này. Đó các bạn thấy không ạ? Rất là nhiều. Chúng ta khi lấy mụn thì chúng ta phải view hết những cái lỗ chân lông ra để chúng ta tìm được những cái mụn ẩn nó nằm sâu bên trong. Hôm trước cái phần này của bạn rất là nhiều, hôm nay mình lấy thì dữ rồi. Trước thì nếu như bạn nào xem thì các bạn thấy được phần này bạn cực kỳ nhiều. Bông nâu thì cũng tính toán cho bạn đi. Chúng ta tháo cái phần mang tai một tí. Mình thấy phần này của bạn rất là nhiều mụn này. 1 2 3, đây là bé này các bạn. Mình sẽ từng cột một, 2 cột này. Đây là cột thứ 3, đây là cột thứ 4 này, thấy không ạ? Rất là nhiều luôn. Có những cục thì mình sẽ quay lại mình lấy lần 2 thì mình ấn một lần mà nó chưa ra là cứng quá mình không ấn nữa. Ai nghĩ cũng tổn thương một lát nữa thì mình sẽ quay lại mình lấy. Đây là cái tay của bạn. Đây là hơi khó đặt tay một tí, mình đang cố gắng.
Các bạn có nhớ tay của bạn khô chấm mụn không ạ? Bỏ cái đồ vô bên đây ra xem. Chúng ta sẽ lấy cái mụn phần tay cho bạn khô nha. Trong này nó là những cái cục cứng, nó không to thì chúng ta cũng phải lấy ra. Để lâu thì nó sẽ thành mủ, nó cứng, nó đau lắm. Con đeo vào tay bốc cái bông đi, xong lấy bông mới đây cho cô. Mủ đây các bạn. Hôm trước mình đã lấy rồi nhưng mà hôm nay nó còn một ít nữa thì chúng ta tiếp tục lấy này. Đó, mủ đây này. Các bạn nhìn thấy trên bông rồi, đúng không ạ? Ok, xong cái phần tay. Hôm nay tay lành lặn xinh xắn rồi. Hôm trước là tay bạn nó đỏ, nó bấy nên nhìn ghê nhá các bạn. Một xíu chân nữa các bạn. Rất là nhiều. Rất là cứng, các bạn nhìn bỏ tay đi để thấy cho bạn ấy. Đó, rất là cứng. Có những cục cũng rất là cứng. Chúng ta sẽ bỏ cái tay đi, chúng ta lấy. Bá này là dễ chảy máu nên là mình sẽ dùng bông này các bạn. Đây là hai cục các bạn. Hết chân luôn.